Hi kids, I'm teacher Sarah from Eden Garden English. Chào mừng con đã quay trở lại với Eden Garden English. Cô là teacher Sarah. Hôm nay chúng mình sẽ học về một số từ vựng về thời tiết và câu hỏi hôm nay trời như nào, hôm nay thời tiết như nào. Ok, are you ready? Let's go! Và mình sẽ có câu hỏi về thời tiết, hôm nay trời như nào, hôm nay thời tiết như nào. How's the weather today? How's the weather today? Hoặc là mình có thể hỏi là What's the weather today? What's the weather today? Câu trả lời chúng ta có is cộng với lại thời tiết. Okay. For example, how's the weather today? It's cloudy. Chúng mình nhìn trời đang có rất là nhiều mây đúng không? It's cloudy. How's the weather today? It's snowy. It's snowy. How's the weather today? It's cold. It's cold. How's the weather today? It's windy. It's windy. What's the weather today? It's stormy. Chúng mình nhìn lên trời đang có rất là vừa mưa này, rồi bão bùng đúng không? Thấy đồ đạc này bay tứ tung đúng không? Bão. It's stormy. What's the weather today? What's the weather today? It's hot. It's hot. What's the weather today? It's rainy. It's rainy. What's the weather today? It's sunny. It's sunny. Ok, vậy là vừa rồi cô và con đã học về một số từ vựng chỉ thời tiết và câu hỏi hôm nay thời tiết như nào. Vậy thì bài tập ngày hôm nay của chúng mình sẽ là thuyết trình lại cho cô, đọc lại cho cô các thời tiết ở đây và sử dụng cấu trúc How's the weather today? Hoặc là what's the weather today? It's cloudy, it's snowy. Ok, cô chúc chúng mình sẽ có một bài thuyết trình thật tốt. Goodbye!